Xin chào các bạn theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video hôm nay nhân tiện đảo cái kho lốp lên thì sẽ quay từng các cái loại mẫu một đang có sẵn tại kênh cho các bạn theo dõi. À, các bạn xem từ đầu đến cuối video thì cái loại nào các bạn dùng vào mục đích gì hay là làm gì thì các bạn có thể lựa chọn. Và một số những cái dòng mẫu bánh thanh lý. Như con này là vành 300-8 này. Con này là của xe 3 bánh cho người già, người khuyết tật, người ta hay dùng đấy. Con này có trục là trục 10mm này. Đường kính là 35. Bản rộng là 10cm. Vành này là vành 8 nhé. Chiều dày của nó 8cm này. Con này là vẫn sử dụng phanh 110 như cái dòng bình thường ấy. Thì các bạn nào mua thì mình sẽ tính giá thanh lý. À, đây là một cặp nữa cũng là 300-8, nó dùng cho 4 ốc. Đấy. Cặp này là cặp 4 ốc này. 4 ốc thì ốc này là tim ốc vuông 7 chéo 10 nhé. Nó không xăm. Con này cũng 300-8 và đường kính của nó là 35, bản rộng là 8cm. Tim 4 con ốc này là 7 này. Do tim này sang tim này là 7 và 10 nhé. Còn đây còn 2 chiếc nữa. Đấy. Đây là cái lốp 500-12 dạng gai máy cày này. Đấy, đường kính của nó là 55, bản rộng là 12. Cái này tải rất là khỏe. Nhưng con này giá nó rất là chát. Hơn 1 triệu một bánh cơ, nhưng nó rất là chuẩn. Đi đường đồi núi thì hết sảy luôn. Đấy. À, đây là giới thiệu với các bạn cái mẫu bánh này là mẫu bánh 19 x 7-8. Cái mẫu này thì có tim ốc, đo từ tim này sang tim này là 10 và hơn 10 một tí thì đều dùng được các bạn nhé. Vì lỗ ốc nó khoan to, cái lỗ tâm ở giữa này là lỗ 70. Đấy. Đấy, lỗ tim giữa này, lỗ tim giữa 70 này. Vành này là vành cũng là sắt thôi, nhưng nó sơn trắng sứ cho nên nó rất là đẹp, dày. Nó dày hơn rất là nhiều so với những cái vành bình thường như này. Bánh ATV thường này thì cái bánh xe này có tim ốc là 70. Nó có thể phù hợp với cái dòng tambua 130 và 160 thì vừa, còn 180 thì không vừa các bạn ấy. Đường kính của nó là khoảng 45-46. Và cái bản rộng của nó, bản rộng của nó là 18cm. Gai thì như các bạn đã xem đấy, gai này gai địa hình. Đây, chiều dày của nó là 17-18cm. Thì nó phụ thuộc vào cách đo thôi, nhưng cứ gọi là 17cm đi. Đấy. Và cái mẫu bánh nữa là cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh này, 145 trên 70-6 này. Cái loại này thì rẻ, các bạn chơi xe em bé hoặc là mình chơi tạm cũng được. Thì cái mẫu này có đường kính là 35, bản rộng là 12. Đấy. Lốp không xăm. Bánh này là vành 6 và có ba ốc này hay dùng là bắt bánh ATV. Nó thêm một cái mẫu 6 nữa, nhưng mà cái gai của nó khác hơn. Đây. Đây là cái gai 6 này. Đấy, bánh này cũng rất là to. Đường kính 35 và bản rộng 12. Là gai khác. Tiếp đến một cái mẫu bánh này là bánh 7. 7 thì thường đường kính của nó là 40. Tim là cũng 3 ốc. Con này là sử dụng 3 ốc bánh ATV thôi. Con này thì có bản rộng là thường thường khoảng 16cm. Đấy, bản rộng nó 16cm. Con này cũng rẻ. Đây có cả những cái vành rất là nhỏ. Vành này là vành 4 này. Lốp này là lốp 6 dùng scooter này. Lốp 6 này. Con này là bản rộng 14 này. Đấy. Đây có dòng lốp nhẵn như lốp xe sân gôn. Lốp này là lốp 8 này, 18 x 8.5-8 này. Con này có bản rộng nó khoảng 20cm. Đấy. Và đường kính thì chắc khoảng 40cm thì nó. Đường kính là nó khoảng 42-43cm.
Đây là cái mẫu bánh ATV này. 235 trên 30 giờ 12 giờ 12 các bạn nhé. Đấy. Cái thằng này thì có cái bản của nó là bản 22 cm, đường kính của nó là khoảng 43 cm, đấy là R12. À, giới thiệu đến các bạn một cái mẫu này là mẫu R14 này, 26 x 11 - 14. Thằng này thì có đường kính rất là khủng. À, đường kính của nó 60, đường kính là 64 cm các bạn nhé. Đấy. Đường kính 64. Tim lỗ 4 con ốc này của nó là 8 x 11. Và cái gai của nó thì các bạn có thể xem này. Gai dạng chữ A. Và có chiều dày thân bánh là 24 cm. Đây còn cái dòng bánh 14 này. 14 này thì cái thân lốp nó tròn hơn. Cái tiếp xúc nó tròn này, nó phù hợp với các bạn là sử dụng cho những cái xe hai bánh hoặc là hai bánh trước, nó tròn thì lái nó nhẹ mà nó lướt. Cái này thì có chiều dày của nó là khoảng 18. Chiều dày khoảng 18, bản rộng khoảng 18. Đấy. Đường kính của nó là khoảng 53 cm và cái na răng thì nó giống như na răng ở cái này. Đấy. Thì các bạn theo mục đích sử dụng ấy, các bạn làm thì nó dễ hơn. Đây là cái mẫu lốp -10 này. Mẫu lốp này là mẫu lốp 135/90/10 này. Thì các bạn trên thị trường ấy, các bạn hay mua cái mẫu 450 và 500/10. Thì cái dòng này nó đắt mà chất lượng nó lại không bằng thằng này được. Lốp này nó rất là đẹp, bản rộng là 12-13 cm. Vừa các loại vành 10. Và tải trọng của nó thì rất là khủng các bạn nhé. Tải trọng của nó là 389 kg trên một bánh. Đấy, cái dòng kia nó chỉ có 280 và 290 kg trên một bánh thôi. Riêng thằng này nó rơi đến 380 mà giá thành của nó thì cũng chỉ ngang với lại cái lốp 500 hoặc là 450/10 thôi. Đấy, thì các bạn mua cái loại 400/10 thì mua loại này hơn nhá. Còn 400/10 thì nó rẻ hơn rồi, cái đấy không nói. Đây là cũng là một cái mẫu bánh R14 nhưng mà cái bản đường phố, lốp nó nhẵn hơn. Con này thì có đường kính là 53. Bản rộng là cũng rơi vào tầm 24 cm gì đó. Đấy, thì cái con này có thông số của nó là 270 trên 30 R14. Đấy, cái dòng này là cũng đẹp này. Bản đường phố này các bạn độ xe rất là đẹp. À, mình sẽ làm đến đâu và mình quay video đến đấy cho các bạn xem. À, giới thiệu đến thêm cho các bạn một cái mẫu bánh của hãng Wanda. Đấy là cái mẫu 205/50/10. Cái mẫu bánh này thì cũng là vành trắng sứ và nó sử dụng được hầu hết các cái loại cầu trên thị trường hiện nay. Trừ những cái dòng cầu mà có tambua 200 trở lên. Còn những cái dòng tambua mà 180 trở xuống hoặc là phanh dầu, phanh đĩa là đều lắp được. Đấy. Tim ốc ấy thì vẫn là tim ốc đo chéo 7 và đo chéo là 10, vuông 7, lỗ tim giữa là lỗ 70. Cái bánh này thì có bản rộng là 100, bản rộng là 19 cm đến 20 cm và đường kính của nó là 45 cm. Đấy. Bánh này thì nó cũng thích hợp với lại các cái dòng xe chơi, xe sân gôn, tải nhỏ, tải trọng bình thường tầm trung trở lại đây. Thì mắc loát của nó là 675 lbs. Đấy, thì các bạn đơn vị của anh thì các bạn tự quy đổi là tiếng quy đổi ra cân kg. Thì đây là một số cái phần vân của nó đây. Thì thực ra mình bánh mình có nhiều quá, hôm nay mình không thể làm review như mọi khi được. Nhặt hết ra ngoài xong là làm được cái này nó quá nhiều. Mình cũng không thể lường hết được tổng hợp ra ngoài cho các bạn quay video trong ấy được. Thì mong các bạn thông cảm. Các bạn có thể nhìn sơ qua như vậy. Và nếu cần khi nào các bạn có thể hình dung ra được rồi thì cần review chi tiết hơn thì bên mình sẽ làm chi tiết hơn cái mẫu bánh này. Thì các bạn cũng lưu ý thêm là bên mình lốp cũng có rời luôn. Thì các bạn thích vào cái bánh này mà các bạn vào bánh tim ốc chéo 8-11 vành sắt bên mình cũng có.
Cái mẫu vừa rồi mình đọc là vành trắng sứ chéo 70. Thì các bạn nào có muốn thay vào cái vành 81 thì bên mình cũng có. Vành 81 là vành sắt và vành 81 là vành nhôm đều có các bạn nhé. Giá thành thì các bạn có thể hỏi thêm, bên mình sẽ tính toán và báo giá. Thì cái này nó cũng quá nhiều sản phẩm mà mình thì không thể báo cho các bạn hết được ngay. Thì các bạn có cần hỏi thì cứ hỏi, mình sẽ trả lời. Thì trong video này không thể vừa làm video vừa trao giá và báo cho các bạn được. Và giá thì nó cũng theo từng thời điểm, những cái thời điểm này thì giá nó lên rất là nhiều, khoảng 10 đến 15% cho với lại những cái đợt giá ngày xưa. Xin giới thiệu thêm các bạn một cái mẫu bánh nữa. Đấy là bánh 23 x 7 x 10. Mẫu này thì có đường kính là 55 cm, bản rộng là 18 đến 19 cm thì đấy. Gai thì cũng không phải là gai cao lắm. Nói chung là cái bản này có thể đi đường phố và đường thường đều được. Nó gai nó chỉ cao khoảng 1 cm thôi. Đấy. Và vành nhôm đúc và lốp không xăm các bạn nhé. Cái này các bạn phù hợp, các bạn sử dụng chế xe 3-4 bánh rất là phù hợp. Những cái dòng này thì nó cũng tải trọng cũng bình thường thôi. Nó khoảng nếu các bạn làm xe 4 bánh ấy, thì nó tầm 5 tạ cả người lẫn xe trở lại thôi, nó không thích hợp để làm xe chở hàng. Chủ yếu là xe chế chạy chơi thôi các bạn nhé. Và nó cũng rẻ thôi, bởi vì bản này nó chỉ là bản chiều dày có 19 cm thôi. Đấy. Thì mình làm những cái dòng bản mỏng một chút thì đi xe nó lướt hơn, nó không bị ì xe. Đấy, 18-19 cm là cũng đã khá hơn rất là nhiều so với cái dòng 400-10 hoặc là những cái dòng 450-10 hay 500-12, nó chỉ được 10-12 cm bản rộng thôi. Thằng này nó dưới 18 cm là cũng khá ok rồi, 18-19. Thì cái dòng này nó vẫn sở hữu cái tim ốc của nó là chéo 8 nhé. Tim cạnh này là 8 này và đo chéo là 11 này. Đấy. Xin giới thiệu thêm đến các bạn một cái mẫu bánh nữa. Cái mẫu này là mẫu có tên bánh là 25 x 8 x 12. Bánh này là bánh trừ 12 nhá. Đấy. Vẫn tim ốc thì vẫn là chéo 8 x 11 thôi. Đấy, tim này 8 này, chéo 11 này. Ở cái những cái lỗ này là nó đều có cái lắp chụp các bạn nhé. Hàng ngày thì vành nó rất là đẹp, nó có những cái vành giả ốc này. Nhìn rất là đẹp. Gai địa hình. Loại này thì có đường kính là 62 cm và bản rộng là 20 cm. Các bạn lưu ý nhé, đường kính 62 và bản rộng là 20. 62 bản rộng 20. Và tên bánh là 25 x 8 x 12. 25 x 8 x 12. Đây, cái mẫu này là mẫu mới về. Thì các bạn xem video thì lưu ý từng cái đoạn video một, thì các bạn sẽ đặt hàng theo cái hình ảnh như thế này cho nó dễ. Xin giới thiệu thêm các bạn một cái mẫu bánh là 16 x 8 x 7. Mẫu bánh này thì có cái bản gai là nhẵn, đường kính 40 và bản rộng của nó là 15-16, bản rộng của nó 16-15 cm, bản rộng 15 cm, đường kính 40. Cái lốp này là dòng lốp tốt. Đấy. Cái này các bạn có thể để làm xe. Và tim ốc của nó là tim 3 ốc. Xin nhắc lại các bạn là 16 x 7 x 8 các bạn nhé. 16 x 8 x 7. Đường kính 40, bản rộng 15 cm. Đây là loại gai này, là gai tốt nhé. Đấy, này là hàng chất lượng đấy. Thì các bạn, cái bánh này là 570.000 đồng một bánh này. Tiếp theo là xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu bánh 400 x 100. Nó ghi là 400 x 100 đấy, nhưng mà nó cũng tương đương kiểu 400 x 10 ấy. Thì cái mẫu bánh này là mẫu bánh đặc chuyên các bạn là trong xưởng. Đường kính của nó là 40. Đấy, đường kính khoảng 39. Cái bản rộng của cái lốp này là 9 cm. Và cái tim ốc này của nó là 7 x 10, chéo 10 này. Đo cạnh là 7 này. Lỗ giữa là lỗ 63 này. Cái này phù hợp cho các bạn chạy xe trong xưởng và tải trọng cao.
lại thích gầm thấp. Đấy, thì chỉ có những dòng bánh đặc này nó mới chịu được thôi. Những dòng bánh này là dòng bánh hàng cao cấp. Đấy. Nó chất lượng và giá thành nó cao hơn so với những cái dòng các bánh các bạn mua ở ngoài thị trường, xe đẩy hàng các thứ ấy. Thì thằng này nó đẹp hơn và nó phù hợp với những dòng cầu nhỏ.